Cho Do-sun, tội phạm ấu dâm khét tiếng ra tù 500 ngày, người dân xung quanh kiếp đảm. Cho Do-sun là tên tội phạm ấu dâm từng khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ suốt thời gian dài, cũng là nguyên mẫu nhân vật phản diện trong bộ phim hot vô cùng nổi tiếng. Sau 12 năm ngồi tù, ngày 12 tháng 2 năm ngoái, Cho Do-sun được trả tự do nhưng vẫn phải chịu sự theo dõi và quản chế nghiêm ngặt 24/24. Tên tội phạm ấu dâm Cho Do-sun ra tù đã được 500 ngày. Từ ngày ông ta về, khu vực xung quanh thuộc thành phố Ansan, tỉnh Gyeongsi vắng hẳn tiếng cười nói của trẻ con. Theo đó, các bậc phụ huynh hạn chế cho con ra ngoài đường, nhà nào có con gái lại càng phải để ý hơn. Mặc dù chính quyền thành phố đảm bảo sẽ kiểm soát 24/24, nhưng người dân sống xung quanh nhà Cho Do-sun luôn ở trong tình trạng lo lắng bất an. Thành phố Ansan đã phải chi 165 triệu won để lắp đặt hệ thống chiếu sáng sàn, 50 triệu won để lắp đặt trụ phòng chống tội phạm và 30 triệu won được trả hàng tháng cho đơn vị tuần tra. Cho Do-sun sau khi ra tù mỗi tháng được nhận 1 triệu 200 ngàn won tiền lương hưu và trợ cấp nhà ở. Nhiều người dân phản đối cho rằng ông ta không xứng đáng nhận số tiền này. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Ansan cho biết, chương trình an sinh sinh kế cơ bản là hệ thống phúc lợi được thực hiện trên cơ sở nhân đạo, áp dụng cho toàn thể người dân. Hiện nay, Cho Do-sun đã ra tù, hắn cũng là một công dân Hàn Quốc và cần được hưởng các quyền lợi bình đẳng giống mọi người. Chính quyền địa phương cũng chỉ dựa theo chính sách của nhà nước để làm việc, không hề có sự phân biệt hay ưu đãi nào. Ngày 11 tháng 12 năm 2008, Cho Do-sun trong tình trạng say rượu đã cưỡng hiếp tàn bạo bé Na-yeon 8 tuổi khi em đang trên đường đến trường tại thành phố Ansan. Cho Do-sun đã kéo bé Na-yeon đến một nhà vệ sinh của nhà thờ gần đó, rồi bóp cổ làm ngạt nước, đánh đập và cưỡng hiếp em. Hồ sơ vụ án ghi lại, Cho Do-sun cưỡng bức bé gái 8 tuổi Na-yeon quan hệ bằng đường hậu môn. Sau khi thỏa mãn, gã này cố tình dùng ống thọc sâu vào hậu môn bé gái để xóa dấu vết, khiến cô bé bị tổn thương trực tràng, đại tràng, bị chấn thương vùng kín và vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Tuy Na-yeon may mắn thoát chết nhưng bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần, cô bé bị hỏng toàn bộ đường ruột, phải phẫu thuật nhiều lần để phục hồi nội tạng, mất hậu môn, 80% âm đạo, giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ, dập xương mũi và phải đeo hậu môn ngoài cả phần đời còn lại. Tuy nhiên, kẻ gây nên tội ác kinh hoàng như thế chỉ phải chịu án tù 12 năm, gây nên sự phẫn nộ lớn. Sự trở về của Cho Do-sun trở thành một nỗi lo sợ đối với người dân ở thành phố Ansan, vì chẳng ai biết hắn sẽ gây ra chuyện xấu gì tiếp theo khi mà vào năm ngoái, kết quả giám định tâm thần cho thấy tên này vẫn giữ nhiều suy nghĩ lệch lạc về tình dục, nhất là đối với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã ký vào đơn kiến nghị lên văn phòng tổng thống, kêu gọi tái thẩm và tiếp tục giam giữ Cho. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn được ra tù đúng hạn. Ngày ra tù, hắn chắp tay đứng giữa đám đông báo chí và những người biểu tình, phản đối lệnh phóng thích. Không ngờ mọi người lại đến đông như vậy. Tôi sẽ sống trong sự ăn năn. Tôi muốn được xin lỗi những nạn nhân. Phạm nhân khác ra tù phải tự lo về nhà, nhưng riêng Cho Do-sun lại được xe cảnh sát hộ tống về tận nhà. Điều đáng nói là ngôi nhà hắn đang sinh sống chỉ cách nhà nạn nhân 1 km. Vào cuối năm ngoái, một thanh niên đột nhập nhà riêng của Cho Do-sun rồi dùng búa đập vào đầu để trừng phạt ông này. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, kẻ tấn công ngoài 20 tuổi xông vào nhà của Cho Do-sun tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeongji bằng cách giả danh cảnh sát và đề nghị Cho mở cửa. Sau đó, thanh niên này được cho là đã tóm lấy một cây búa trong nhà để đập vào đầu Cho, khiến kẻ ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc này bị thương. Vợ của Cho nhanh chóng đến đồn cảnh sát cách nhà khoảng 20 mét để trình báo. Cảnh sát đã bắt kẻ tấn công và đang điều tra thanh niên này về tội gây thương tích. Cho được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương không nghiêm trọng.